Hi, xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di Động Minh Huy, và em là Minh Huy đây. Hôm nay thì em Huy có cái dòng Samsung Galaxy Z Fold 4 nha. Con này thì còn nguyên full box luôn ạ. Và box trùng email máy nhá. Còn có cả cái ốp lưng chính hãng của Samsung luôn này. Khách dùng cực kỳ giữ gìn nha. Và con máy bóc ra, xíu anh chị xem sẽ thấy là đẹp, vô cùng đẹp luôn ạ. Tiếp theo nữa thì em về được rất là nhiều mẫu máy tầm giá 3 củ khoai cho quý anh chị. Thật lòng mà nói thì đây là phân khúc nhiều anh chị lựa chọn nhất, tại vì nó cũng vừa vừa tiền này. Với thứ lại thứ hai nữa ấy, là nó cũng hợp lý rồi anh chị nhá, cực kỳ hợp lý và vừa vừa tiền. Thì nhiều anh chị cũng chọn trong phân khúc này. Thì anh chị đặt hàng liên hệ trực tiếp giúp em Huy, số điện thoại em Huy đệ là 0933 600386. Thì hôm nay em Huy lên video, em Huy cũng chưa có lên cái số điện thoại ở ngay đây được nhá. Một xíu nữa em Huy bê cái này xuống, em Huy sẽ lên số điện thoại cho quý anh chị xem. Nhưng mà số điện thoại em là 0933 600386 nhá, em Huy sẽ để ngay bên dưới comment ạ. Đầu tiên thì em Huy khui cho quý anh chị một cái sản phẩm mà cho hứng khởi ạ. Đây là Samsung Galaxy Z Fold 4. Cái bộ ốp này thì chắc là anh chị biết rồi, mua chắc là nó cũng phải tiền triệu đấy ạ. Nhưng mà hiện tại thì em cứ tặng miễn phí nhá, tại vì khách người ta tặng cho em. Thì cái ốp này vẫn còn rất là đẹp này, cực kỳ đẹp ạ. Và ở đây nó sẽ có những cái lẫy kiểu kiểu này để nâng ra để mình hỗ trợ mình xem video hoặc là dùng như một cái máy tính bảng được. Bên trong thì quan trọng nhất vẫn là cái máy đi, mua máy cái máy là quan trọng nhất này. Đây là Samsung Galaxy Z Fold 4 nha. Con này thì gọi là cái hộp khách cất rất là kỹ nên là còn đẹp như mới luôn đấy chị ạ, không khác gì mới cả. Và đặc biệt nha, con máy này cũng được khách dùng rất là kỹ luôn ạ. Đầu tiên phải nói đến là cái màn hình này. Màn hình bên ngoài đã được dán một lớp chống xước rồi anh chị nhá, vẫn là đẹp leng keng xe beng luôn. Ngoài ra ấy, phần lưng này cũng đẹp, không một tí xước sát nào, cụm cam sáng đẹp, bóng nhẫy luôn ạ. Do là một con máy rất là ngon, giá cả cũng rất là hợp lý anh chị ạ. Con này thì màn hình đẹp nhá, màn hình đẹp không một vết xước sát nào luôn. Màn hình thì siêu đẹp ạ. Khung viền máy em sẽ đi qua một chút cho quý anh chị xem nhá. Đầu tiên là khung viền cạnh trên cũng cực kỳ đẹp ạ. Cạnh bên cũng rất đẹp ạ. Cạnh bên này cũng khá là đẹp nhá. Các góc thì em thấy là đều đẹp hết đấy ạ và ngon lành hết. Phần gáy này cũng cực kỳ đẹp nhá. Gáy phải nói là rất là đẹp luôn ạ. Và lâu lắm rồi em mới gặp một con Samsung Galaxy Z Fold mà bạn chính hãng Việt Nam đẹp được như thế này, cực kỳ hiếm ạ. Anh chị xem qua video đã thấy được độ chất, độ đẹp đúng không ạ? Thứ hai đó là màn hình không một vết xước nào nhá. Màn hình ấy thì đẹp này, không ổ ám phân màu cả nhá. Trước này sẽ có màn hình trong rộng bao nhiêu in em Huy cũng quên mất rồi, nhưng mà màn hình trong đẹp không ổ ám gì. Đặc biệt nhá, đây là phiên bản chính hãng sẽ có là hai sim vật lý anh chị nhá. Hai sim vật lý ạ. Con này sẽ có là RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Màn hình thì rộng là bao nhiêu in em Huy cũng không nhớ nữa, nhưng mà rất là đẹp và sắc nét ạ. Camera phía trước này. Đấy, và cam sau cũng siêu nét đẹp nhá, chức năng ngon lành ạ. Và đây là bản chính hãng luôn anh chị ạ. Nói chung là đẹp, không khác gì một con máy mới cả. Thế mới hay chứ lại. Nhưng mà em cứ đánh giá là cũ đẹp nhá, cho thoải mái ạ, tại vì nhiều anh chị cũng siêu kỹ tính luôn ạ. Cam sau này rất nét và đẹp ạ, có khả năng zoom lên đến là 3x nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, cam trước cũng cực kỳ đẹp và cam trước là ẩn dưới màn hình anh chị nhá. Nói chung cũng khá là ok. Hôm nay thì trên bàn em quay bằng S2 Ultra cũng như là S21 5G thôi. Nói chung là mấy con máy quen thuộc em vẫn quay hàng ngày cho quý anh chị. Không biết là âm thanh hình ảnh anh chị có thấy rõ ràng không ạ? Đấy, màn hình chính rồi thì mình sẽ có ngay màn hình phụ nhá. Màn hình phụ cũng cực kỳ nét đẹp và sắc nét ạ. Siêu đẹp, siêu nét luôn, chức năng ngon. Tất nhiên là phía trước vẫn có camera trước rồi. Đấy, cũng rất là đẹp và ok nhá. Cam sau cũng ngon này. Còn nếu mà anh chị đã chán với cái cảnh là mình dùng điện thoại bình thường chụp ảnh bằng camera trước bình thường, anh chị có thể bật cái chế độ này nhá. Xem trước này. Có thể là vừa chụp ảnh bằng camera lại vừa có thể là dùng camera sau để selfie được anh chị nhá. Rất là thú vị ạ. Nhưng mẫu máy này thì có hộp này, sẽ có tặng kèm cho quý anh chị là một bộ ốp lưng này rồi, được chưa ạ? Và tặng thèm thêm cho quý anh chị là một bộ sạc cáp zin 25W nữa. Cùng với đó là hỗ trợ quý anh chị ấy là miễn phí ship toàn quốc nhá, nhận hàng kiểm tra thanh toán ạ. Và tình trạng máy rất là ngon lành luôn. Thì để quý anh chị với mức giá rất là êm tại shop Di Động Minh Huy em. Đấy, bình tĩnh nào. Nói chung là cũng sướng anh chị ạ, cái ốp chính hãng cầm vào tay nó rất là phê. Đấy. Và giá bên shop em hiện tại ấy để quý anh chị combo như thế này, đó là 14.990 anh chị nhá, 14.990 ạ. 14.990 là đã có ngay một em Samsung Galaxy Z Fold rồi. Z Fold này là Z Fold thế hệ thứ 4 đấy chị nhá, cực kỳ đẹp ạ. Đấy, gọi là cứ cho 15 triệu đi, cho tròn tiền nhá. Cực kỳ đẹp và chất ạ, siêu chất luôn, hiếm có khó tìm ạ. Và đây là bản chính hãng, hai sim vật lý anh chị nhá, chứ không phải là bản sách tay bình thường đâu. Hôm trước có một em sách tay em đã bán là 14.600 rồi, đẹp keng nguyên siêu ni lông viền từ A đến Z. Con này thì cũng đẹp không kém cạnh mấy đâu ạ. Tiếp theo nữa là đến với dòng Samsung Ultra, em đang có là dòng S22 Ultra. Trên tay đây là một em S2 Ultra này, máy móc thì cực kỳ chất lượng rồi. Giá thì hiện tại đang rất là dễ tiếp cận tại shop Di Động Minh Huy nha. Đầu tiên là phần lưng cũng rất là đẹp và sắc nét, khung viền các cạnh thì em Huy đánh giá ở mức gọi là cũ đẹp anh chị ạ. Nói chung là khá là đẹp rồi, đẹp đến khoảng 99% cho anh chị tương đối là kỹ tính hoặc dễ tính cũng được. Màn hình thì nét đẹp không ồ ám gì,
S22 Ultra sẽ có một cái màn hình rộng 6.8 inch, độ phân giải màn hình là 2K, tần số quét 120Hz ạ. Cấu hình em này là phiên bản RAM 12GB, bổ nhớ 256, và rất là may mắn khi mà em Huy có những em máy bản chính hãng như thế này để phục vụ quý anh chị. Đấy, hàng chính hãng này nó sẽ đắt hơn bản Mỹ này, đắt hơn bản Hàn nhá. Và giá thì rất là êm rồi ạ, hai SIM vật lý luôn này. Về lắp SIM là dùng thôi ạ. Và em này có mức giá chỉ là 12.6 triệu thôi. S22 Ultra nhá, hàng chính hãng Việt Nam ạ. Hai SIM 26 game của gọi bét nhẹ luôn. Và giá thì rẻ hơn cả bản Mỹ nhá, 12.6 triệu ạ, em cam kết với quý anh chị giá rất tốt ạ. Thứ hai nữa là tặng dán màn, tặng ốp lưng, tặng sạc cáp, chuẩn zin siêu nhanh 25W ạ. Nói chung là rất là chất lượng trong phân khúc tiền S22 Ultra nhá. Còn nếu mà anh chị không thích màu cam ấy thì anh chị có thể là chọn cho em một em S22 Ultra. Màu này là màu đen anh chị ạ, màu đen nhá, đen rất là sâu ạ. Và chức năng ngon lành này, cụm cam cũng sáng đẹp luôn, đen sâu. Khung viền các cạnh thì em này cũng ở mức gọi là không có cấn móp gì đáng kể đâu ạ, chỉ có đôi tí gọi là lấm chấm hạt bụi li ti theo thời gian thôi. Kính màn hình đẹp ạ, màn hình đẹp, không màu ám, không phân màu gì, đang chạy Android mới nhất rồi ạ, chức năng ngon nhá. Em này sẽ có dung lượng RAM của máy là 12GB, bộ nhớ vẫn là 256GB, đều là phiên bản cao hết anh chị ạ. Nói chung là anh chị dùng cái bản này thì cũng rất là thoải mái rồi. Đấy, đây, RAM 12, bộ nhớ 256GB nhá. Chức năng thì ngon lành, đấy, mọi thứ thì hoạt động trơn tru và mượt mà. Và giá em này để cho quý anh chị hiện tại bên shop Di động Minh Huy chỉ là bao nhiêu ạ? 12.600.000 đồng anh chị nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán màn, sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W cho quý anh chị ạ. Và bên em còn có hỗ trợ quý anh chị chính sách đó là miễn phí ship toàn quốc ạ. Bảo hành 3 tháng, lỗ đổi trong bao nhiêu ngày anh chị biết không ạ? Lỗ đổi trong 10 ngày đầu ạ. Tiếp tục em Huy sẽ lên cho quý anh chị cái mẫu máy khác đi. Một cái mẫu máy khác cũng là dòng cao cấp của nhãn hiệu Samsung, đó là Samsung Galaxy S21 Ultra anh chị ạ. S21 Ultra thì hiện tại em đang có là màu đen rất đẹp ạ. Và đây cũng là phiên bản chính hãng với 12GB RAM, bộ nhớ 128GB. Chắc chắn là nhiều anh chị xem qua video đã biết rồi, cái dòng 21 Ultra cũng là một cái dòng rất là lành bền và gấu nhá. Em này sẽ có màn hình 6 inch 8, tần số quét 120Hz rồi, độ phân giải 2K+, chức năng ngon lành mượt mà. Con này sẽ có hai SIM vật lý nha, và sẽ có là RAM 12, bộ nhớ là 256. Đúng là một cái đại tiệc, bộ nhớ 128 ạ, và đúng là một cái đại tiệc hàng chính hãng Việt Nam anh chị ạ. Cam sau này, cam 0.6 siêu rộng ạ, X1, và hỗ trợ zoom mình đến là 100x nhá. Nói chung là cam thì chắc là cũng không ai chê nhỉ. Sao chê được à? Cam nét chưa ạ, zoom 100x nhưng mà vẫn rất là nét các cái gân lá nhá, rất là rõ ràng luôn ạ. Nói chung là cam cụm thì ngon, chức năng thì mượt mà và mọi thứ thì hoạt động trơn tru. Đấy, bền lành nhá, cái dòng là rất là lành luôn. Tặng ốp lưng, tặng dán màn hình, tặng sạc cáp siêu nhanh 25W miễn phí ship toàn quốc ạ. Màn hình thì nét đẹp 100%. Em này em sẽ để ở quý anh chị với mức giá chắc là cũng rất là yêu ạ, 8.6 triệu thôi. S21 Ultra nhá. Cập nhật những mã cao trước, những mã thấp sau ạ. Em xin phép đi thêm cho quý anh chị cái dòng S22 Plus này. Em này chính hãng thì đến từ Hàn Quốc anh chị ạ. Cấu hình sẽ có là RAM 8, bộ nhớ 256GB. Cái đặc điểm nhận dạng của em này khi về Việt Nam đầu tiên em mới thấy là cái màn hình nó cực kỳ đẹp anh chị ạ. Màn hình trong veo, không ngổ ám phân màu gì cả và cực kỳ trong nhá, sáng rất là đẹp ạ. Chức năng ngon lành, máy móc mượt mà mịn màng luôn. Màn hình siêu đẹp ạ, viền màn hình siêu mỏng. Cấu hình sẽ có là RAM 8, bộ nhớ 256GB, chạy con chip Snap 8 Gen 1 anh chị nhá. Nói chung là chức năng ngon lành, chip trụng thì mượt mà. Đặc biệt đấy, em này sẽ có là cam sau, cam chính là 50 chấm. Cảm biến góc rộng, góc siêu rộng đầy đủ nha. Cam trước cũng cực kỳ đẹp và nét ạ. Nếu mà anh chị thích một con máy cầm gọn gọn vừa vừa tay thì đây cũng là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Có thể zoom 3x này, S22 Plus nhá. Ngon lành cành quất luôn ạ, cực kỳ bền lành, giá cả hợp lý ạ. Như em này bên shop em chỉ là 8.3 triệu thôi là đã có một em S22 Plus rồi, và cái giá này cũng là một trong những cái mức giá ngon nhất với một con máy zin chất chân chật như này nhá. Chất chân chật luôn, nói chung là rất là chất lượng và zin đúng không ạ? Tiếp theo thì lên cho quý anh chị một con S22 Plus với mức giá nhiều anh chị tiếp cận được hơn này, rẻ hơn. Em này rẻ hơn em kia gần 1 triệu cơ, là 7.6 triệu ạ. Đây là bản 2 SIM. Nếu anh chị cần 2 SIM có thể mua con này nhá. RAM 8 bộ nhớ 128, giá 7.6 triệu thôi ạ. Lưng khá là đẹp này, kính màn hình đẹp không xước sát gì. Màn hình cũng ở mức đẹp, không ngổ ám phân màu gì nhá, nhưng mà có gọi là một chút ở mép này, màu hơi lệch một xíu thôi, gọi là có lệch màu một chút nhé, một chút rất là nhỏ thôi ạ. Chức năng ngon lành, RAM 8 bộ nhớ là 128GB. Đây là phiên bản 2 SIM ạ, một SIM vật lý, một eSIM nhá. Cụm cam sáng đẹp ạ, cam sau cũng nét căng luôn ạ, cam chính 50 chấm nhá, zoom 3x. Cam trước cũng khá đẹp và sắc nét, chức năng ngon lành, máy móc mượt mà. Em này bên shop em là 7.6 triệu ạ, S22 Plus. Rất là nhiều mẫu máy ở đây ạ. Tiếp tục thì thấp hơn một chút em sẽ có dòng là Samsung Galaxy 20 Ultra, Note 20 Ultra nhá. Chắc là em sẽ cắm sạc một chút để cho máy có phần trăm pin nó cao hơn một chút, em sẽ test cho quý anh chị ạ. Thì tình trạng máy thì cũng thuộc dạng là ngon lành cành đào thôi. Ví dụ nhá, lên luôn cho quý anh chị một em này, Note 20 Ultra, chức năng ngon lành. Như em này thì em thấy là khung viền cũng khá là đẹp đấy ạ, không có cấn móp gì đâu, rất là đẹp nhá.
phần lưng cụm cam này, sáng bóng bằng bằng luôn, cực kỳ đẹp ạ. Phần chân sạc có xước một xíu thôi, S Pen vẽ vết điều khiển từ xa ok. Giá em này là 7.999.000 đồng ạ. Máy là máy là phiên bản Mỹ anh chị nhá. Cấu hình thì sẽ có rất là ngon rồi. Màn hình đẹp không ồ ám ạ. Cam sao zoom 5x ạ, 100 megapixel. Tặng ốp lưng gắn màn sạc cáp siêu nhanh 25W ạ. Miễn phí ship toàn quốc. Như em này giá đây của anh chị rất êm ạ. Là bao nhiêu ạ? Là 7.999 nhá. Note 20 Ultra. Phân khúc cửa tiền này thì bên em cũng có dòng Note 20 Ultra là chủ đạo rồi. Cấu hình thì ngon anh chị đã biết rồi ạ. Ngoài ra thì dưới một chút anh chị có thể tham khảo cho em cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Samsung, có tên là Samsung Galaxy S21 Plus anh chị nhá. Cấu hình thì chắc là cũng nhiều anh chị thích cái dòng sản phẩm S21 Plus này rồi. Khi chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 888 ạ. Máy zin chất đẹp ạ và cũng khá là hiếm trên thị trường. Hiện tại cái màu bạc cũng cực kỳ hiếm này. Màu tím thì cũng ít hơn, màu đen thì em sẽ có nhiều hơn một chút nhá. Và tất nhiên ấy là máy càng nhiều thì càng dễ lựa chọn rồi. Bên em đang có là ba màu, màu bạc, màu tím và màu màu này là màu bạc, màu tím và màu đen nhá. Và em bán đồng giá nhau cùng một mức giá thôi ạ và rất là hợp lý luôn ạ. Khung viền cạnh trên này, cạnh bên, các cạnh cũng rất là đẹp ạ. Bên em Huy có tặng là ốp lưng rắn màn sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W ạ và miễn phí ship toàn quốc nhá. Cụm cam dòng này thì cực kỳ nét với cam chính lên đến là 64 megapixel, có cảm biến góc rộng và góc siêu rộng đầy đủ. Bên em thì cũng khá là chạy chuốt chi tiết và chỉn chu trên cái từng sản phẩm này một, tại vì ấy những cái mã máy cũ bây giờ thì màn hình ố ám lưu màu rất là nhiều ạ. Và em sẽ để quý anh chị con này màn đẹp luôn này, con nào cũng là màn đẹp hết anh chị nhá. Chức năng ngon lành, màn hình thì zin đẹp không ố ám phân màu gì ạ. S21 Plus sẽ có là RAM 8, bộ nhớ 128GB, chạy con chip của thương hiệu Qualcomm là Qualcomm Snap 888 nhá. Đặc biệt đấy, đây là phiên bản 2 SIM 2 sóng anh chị ạ. Nếu mà anh chị cần dùng 2 SIM thì có thể dùng một SIM vật lý, một eSIM nhá. Và đây là phiên bản 5G rồi, giới thiệu này. Đấy, và con này là đang chạy Android 13 5.1 thì có thể là cập nhật lên Android 14. Nếu anh chị cần, cam sau có cam góc siêu rộng này, X1, zoom lên đến là 3x ạ, cam cực kỳ đẹp. Nếu mà cựa tiền này muốn một con máy chất cam đẹp và dùng bền lành thì có thể là chọn S21 Plus này cũng rất là đẹp nhá. Pin 4800 anh chị ạ, pin con này cũng trâu phết đấy ạ, màn hình là 6.8, pin 4800, cấu hình khỏe, cam đẹp, màn khỏe và loa nghe nhạc cũng hay nữa thì giá cả như thế này quá là êm. 6.500.000 một em nhé, màu nào cũng như màu nào ạ. Tất tần tật các chi phí để về đến tay là 6.500.000 ạ, đã bao gồm tất cả những chi phí phát sinh khác. Nếu mà anh chị thích máy nhỏ gọn hơn ấy, không thích màn hình là 6.7 inch như em này thì anh chị chọn cho em cái màn hình 6.2 inch nhé. Em này là màn hình có 6.2 inch thôi nhưng mà chắc chắn nhiều anh chị cũng thích ạ. Cái mã này thì cấu hình ngon rồi ạ, RAM sẽ có là 8GB bộ nhớ 128, con chip Qualcomm Snapdragon 888 cũng mượt mà và ngon lành luôn, và có 3 màu ạ, màu trắng, màu hồng và màu đen cho quý anh chị lựa chọn ạ. Giá em sẽ để đồng giá với nhau nhé. Khung viền các cạnh em như thế cũng khá là đẹp ạ. Máy cũ zin thế này thì đúng là rất là đẹp rồi ạ. Và em thấy rất là sắc nét, chức năng ngon. Đặc biệt nhá, máy em này thì đều có màn hình nó trong veo cả anh chị ạ. Màn hình cực kỳ trong luôn ạ, sáng đẹp. Hiếm có lô nào mà em nhập về được cái màn hình nó trong, nó nét như thế này. Anh chị phải tưởng tượng ấy, là những con máy này màn hình nó dường như chưa có khấu hao luôn. Nó cực kỳ trong ạ, trong veo và veo luôn nhá, không ố ám phân màu một xíu nào. Chức năng ngon, màn hình 6.2 inch ạ, RAM 8 bộ nhớ 128. Em Huy dùng con máy này suốt mấy năm trời rồi. Xin lỗi là mấy năm trời hơi điêu nhưng mà vậy gần 2 năm rồi thì em Huy thấy ngon ạ. Cụm cam thì nét đẹp này. Đấy, hôm nay kể cả video hôm nay em cũng quay bởi Samsung Galaxy S21 ngay đây nhá. Đấy, thì giá cả rất là hợp lý ạ. Và để quý anh chị em này với mức giá chỉ là 5.500.000 một em thôi ạ. Có đến 5.600.000 nhá. 5.300.000 cũng có nhá. Nói chung tùy tình trạng. Máy phẩy nhẹ thì 5.300.000, máy đẹp hơn thì tầm 5.500.000, 5.600.000. Ship code toàn quốc và tặng đầy đủ phụ kiện là ốp lưng, dán màn sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W ạ. Và đặt hàng ấy thì anh chị biết rồi ạ, anh chị liên hệ giúp em Huy qua số điện thoại nhé. Hotline của shop di động Minh Huy là 0933600386. Em xin nhắc lại là 0933600386. Anh chị liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0933600386 anh chị nhé, 0933600386 ạ. Tiếp tục thì lên cho quý anh chị những cái mẫu máy trong tầm tiền rẻ hơn cho quý anh chị lựa chọn một cách dễ dàng hơn anh chị nhé. Rẻ hơn một chút nữa thì mình có là Samsung Galaxy S20 5G anh chị ạ. Cấu hình ngon, giá hợp lý ạ. Em này sẽ có RAM 12, bộ nhớ 128 này. Con chip là con chip 865, rất là mượt mà và ngon lành. Nếu mà cựa tiền này ấy thì nếu mà anh chị muốn mua một con máy nó cũng nhỏ nhỏ nha, 6.2 này thì với em Huy là cũng khá là nhỏ gọn rồi. Chức năng ngon lành, máy móc mượt mà, RAM 12, bộ nhớ 128, cấu hình khỏe mượt, cam cũng đẹp nhá. Cam con này với S21 thì không khác gì nhau cả. Cam sao cũng nét luôn ạ. Và giá cả hợp lý ạ. Bên số em bây giờ chỉ có là 4.500.000 thôi ạ. Là có S20 5G nhá. Tầm S20 Plus 5G nhà em cũng có thì mức giá nó cũng nhịn hơn một chút thôi ạ.
rất là hợp lý. Lên cho quý anh chị những mẫu máy ở trên đây, cho anh chị xem qua luôn nhé, tại vì cái cựa tiền ba cụ nó rất là sôi động, phân khúc ba cụ khoai bây giờ nó quá là sôi động đấy chị ạ. Từ thấp đến cao, từ cao về thấp thì cũng rất là hợp lý luôn. Đầu tiên lên cho quý anh chị một quả máy này, con này là 2,5 triệu đến 2,9 triệu. Thì đây là phiên bản, có hai phiên bản nhá, bản Hàn và bản Mỹ ạ. Trên tay em đây sẽ có một em LG G8 ạ. Lưng thiết kế rất là đẹp này, khung viền các cạnh rất là ok luôn ạ. Máy đẹp như mới nhá. Màn hình thì nét đẹp không ngầu ám gì, màn hình tầm 6:1 thôi ạ. Độ phân giải màn hình cao, 2K. Nói chung là một độ đẹp mạnh cực kỳ cao và màn hình nét đẹp nhá. Chức năng cam thì ngon rồi ạ, cam trước đẹp này, cam sau cứ gọi là nét căng, đầy đủ cảm biến góc rộng, góc siêu rộng, góc hẹp đầy đủ hết ạ. Chức năng ngon, màn hình đẹp không ngầu ám gì ạ. Camera thì sắc nét. Giá em này ấy, con này sẽ có là 6GB, bộ nhớ 128 nha, chip 855, phiên bản Hàn là 2,9 triệu ạ, còn phiên bản Mỹ sẽ có mức giá rẻ hơn là 2,5 triệu thôi. Và em này thì đúng là mức giá bây giờ nó khủng hoảng rồi anh chị ạ. Mà lại còn hỗ trợ cho quý anh chị là cả hai sim hai sóng nhá. Cái dòng này sẽ hỗ trợ hai sim hai sóng, đó là hai sim vật lý ạ. Chung là chức năng ngon lành, máy móc mượt mà, hai sim vật lý trơn tru luôn. Tặng là sạc cáp, tặng cả tai nghe, miễn cả phí ship nhá. Chip 855 thì chiến game thì rất là định rồi ạ. Và dùng tác vụ hàng ngày, cứ gọi là mượt mà và thoải mái ạ. Trên tem đây là LG G8. Tiếp tục thì phân khúc hơn 2 triệu một chút đi, sẽ là phân khúc 3 triệu nhá. 3 triệu ôm lên cho quý anh chị đúng là một cái quả kèo khó mà từ chối được. Khi đây là một con LG V50S ạ. Về cơ bản ấy thì máy rất là đẹp anh chị nhá. Lau qua cái đẹp cứng cựa luôn nhá. Thứ nhất là lưng cực kỳ đẹp ạ, khung viền các cạnh em mới thấy cũng cực kỳ đẹp và sắc nét luôn, cạnh bên, cạnh trên, cạnh dưới rất đẹp ạ. Màn hình thì sáng đẹp không ngầu ám gì. Vân tay một chạm nhá, chạm một cái là lên luôn, nhưng mà cái tay em này đang hơi vấn đề một chút ạ. Tay em hơi trục trặc một chút rồi, tại vì tay nó bị mồ hôi ra anh chị ạ. Ngồi giữa cái ngôi nhà nóng bức cái này, nhưng mà không phải đâu ạ, cái này thì không phải là cái tay của em rồi. Tay này là tay của bạn khác nhé, không phải tay của Minh Huy. Nên là máy nó không nhận. Thế là đúng rồi ạ, đúng người đúng tội rồi ạ. Đây là cái máy mà nhận tay Minh Huy này. Đây, không phải đâu, cái này cũng không phải luôn. Thôi em sẽ dùng cái máy này nhá, tạm thời dùng cái máy này để giới thiệu quý anh chị nhá. Về cơ bản ấy thì cấu hình máy sẽ có này là có 8GB, bộ nhớ là 256GB ạ. Đây có 8GB này, được chưa ạ? Và thứ hai nữa là bộ nhớ là 256GB nhá. Cấu hình thì thoải mái để dùng rồi, không có gì để phàn nàn nữa cả. Bộ nhớ 256, 8GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 8555, mượt mà mạnh mẽ ạ, cam trước nét đẹp nha. Cam sau đầy đủ cảm biến góc rộng này, góc siêu rộng cũng có nhá. Chức năng ngon, RAM 8, bộ nhớ 256, chip 855, màn hình OLED nét đẹp, vân tay một chạm trong màn hình, giá cả cực kỳ yêu. Em này bây giờ là 3 triệu tròn, tặng ốp lưng, tặng rắn màn, tặng cả sạc cáp tai nghe nữa, miễn phí ship toàn quốc ạ. Phân khúc 3 triệu V50S này là vô đối nhá, RAM 8, bộ nhớ 256, chị lưu ý giúp em ạ. Rất là vô đối luôn. Còn đặt hàng ấy thì liên hệ trực tiếp giúp em Huy là 0933 600 386 giúp em nhá, 0933 600 386 ạ. Tiếp tục ấy thì trên 3 triệu một chút thôi. Cái mẫu này này cũng là hot này, cực kỳ hot bên nhà em luôn ạ. Mẫu này sẽ chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 765, có hỗ trợ 5G. Cấu hình máy thì chắc là nhiều anh chị biết rồi, không phải giới thiệu thêm làm gì nữa cả. Có là RAM 6GB nhá. Bộ nhớ là bao nhiêu ạ? 128GB, chạy con chip là Qualcomm Snap 765 5G. Chip cũng khỏe, máy móc cũng mượt, Android là Android 13 cũng mới nhá. Pin 4300mAh cũng trơn tru, màn hình 6:8, cong vát tràn hai bên như thế này ạ. Chức năng ngon lành, màn hình đẹp rồi, không ngầu ám, cam trước cũng cực kỳ nét, cam sau cũng đẹp luôn. Có ốp lưng tặng kèm này, có dán màn tặng kèm này, có sạc cáp tặng kèm, có cả tai nghe tặng kèm, có cả phí ship tặng kèm. Mua 1 tặng 4 luôn. Giá là bao nhiêu ạ? 3,25 triệu cái dòng này ấy, ở đâu bán giá cao hơn bên em hoàn 100% tiền nhé. Cùng chất lượng này, cùng tình trạng máy này, zin đét này, đẹp keng này, đa phần ấy là còn nguyên siêu viền màn hình này, được chưa? 3,25 triệu thôi. Còn lấy bạn Hàn này cao hơn một tí nhá, bạn Hàn cao hơn một chút thôi. Tiếp tục nữa này, trong cửa tiền này mà cao hơn một tí nữa sẽ có con gì? Hơn 3 triệu một tí nữa thôi là có con Pixel 5a 5G anh chị ạ. Pin 4600 anh chị phải nói là quá là ngon, pin 4600 nhá. Và anh chị dùng thì được 2 ngày là yên tâm luôn. RAM 6 bộ nhớ 128. Cái dòng này thì em Huy cũng nói với quý anh chị nhiều lần rồi ạ. Cấu hình ngon, RAM 6 bộ nhớ 128 cũng là con chip 765 5G. Tùy biến Android gốc nên rất là mượt mà. Loa kép nghe nhạc thì hay, nói chung là cực kỳ là hợp lý luôn ạ. Dòng Pixel nghe nhạc hay nhá. Và Pixel ấy thì ai cũng biết là chụp ảnh đẹp đúng không ạ? Giá em này bây giờ là hàng zin chất như thế này, quốc tế, hai sim hai sóng là 3,900,000 đồng. 3,990 nhá. 3,990, cam trước cam sau đều nét đẹp ạ, chức năng ngon nhá, mọi thứ hoạt động trơn tru mượt mà cả. Tặng sạc cáp tai nghe và hỗ trợ anh chị là miễn phí ship toàn quốc ạ. 3,990, lô còn vài cây thôi ạ, vân tay một chạm này.
Pixel 5a 5G nhá, 5a 5G anh chị lưu ý giúp em là 5a 5G. Đấy, đây là phân khúc giá rất là êm rồi ạ, 3990. Tiếp tục thì lên một chút nữa nhá, sẽ lên cho quý anh chị cái quả K30 Pro 5G. Trên tay đây là con K30 Pro 5G này. Con này sẽ có là con chip Qualcomm 865. Dung lượng RAM của máy sẽ là bao nhiêu ạ? RAM 6GB, bộ nhớ 128 nhá. Rất nhiều mẫu mã, khung viền đẹp này. Jack 3.5mm, sạc cáp ở đây ạ. Giá là 3.790.000 một em nhá. Màn hình nét đẹp, công nghệ Super AMOLED, RAM 6, bộ nhớ 128, chip 865 cũng mượt mà rồi. Đấy, rất là đẹp và nét ạ. Giá là 3.790.000. Nếu mà anh chị cũng thích những cái dòng máy khác đến từ thương hiệu Sony thì có thể là tham khảo qua một chút, như là em Sony Xperia X10 Mark 4 này thì cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128, màn 1 tỷ màu, giá này cũng khá là êm ạ. Hiện tại bên shop Di động Minh Huy chỉ có mức giá là bao nhiêu ạ? Là 3.900.000 thôi. Đấy, pin 5.000 nhá, RAM 6 bộ nhớ 128, màn 1 tỷ màu, tặng là sạc cáp, tai nghe, miễn phí ship toàn quốc ạ. X10 Mark 4 được rồi. Thì quý vị bây giờ cũng đã hết video rồi. Thì em Huy cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi đến cuối video. Và đừng quên đấy, đặt hàng anh chị lưu ý giúp em Huy nha. Lưu ý này, đặt hàng ngay liên hệ trực tiếp em Huy là 0933600386, 0933 nhá, 600386 ạ. Nhà em ship code toàn quốc nên đừng ngại nhắn tin qua Zalo hoặc là kết bạn Zalo em gửi mẫu cho, không phải sợ nhá, không phải ngại, hoặc là nhắn tin gọi điện cho em đều được ạ. 0933600386. Minh Huy xin cảm ơn ạ.